Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Hehehehe
Hello, I'm Cluna Tick. Welcome to my meal. Today's video has many interesting things, so please watch the whole video. Thanks. Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Wishing you a good day and many interesting things. I'm so glad you've made it this far. Welcome, I'm Cluna Tick. I specialize in creating special dishes for dinner. Okay. What's this? Real and interesting video. I spend a lot of effort creating it. Do you see it? A few moments later. Hello, okay. I'm Cluna Tick. Welcome to my meal. Today's video has many interesting things, so please watch the whole video. Thank. Please leave a comment below if you feel the video is good. Or do you want me to answer your questions? Real and interesting video. I spend a lot of effort creating it. Do you see it? Hee 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 hee.
Bruh. Yeah, boy. I'm so glad you've made it. Please this leave a comment below. Welcome. If you feel I'm the lunatic, video is good. I specialize in creating special dishes. What do you want me to answer your dinner? Questions? Nice. I'm so glad you've made it this far. Welcome, I'm Clunatic. I specialize in creating special dishes for dinner. What the? Hello, I'm Clunatic. Welcome to my meal. Today's video has many interesting things, so please watch the whole video. Thanks. Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Wishing you a good day and many interesting things. Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other.
It all turned out to be an enjoyable dinner. Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Please leave a comment below if you feel the video is good. Or do you want me to answer your questions? Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Rồi sức lăng biết gấu đây anh ơi. Đó sức lăng múc cho em này. Bây giờ mình xoay trục của xe bao nhiêu ạ? 680 độ của em nhá. Tương đương với số vòng quay là gần 2 vòng trên.
Đó, xe chụp xe qua trái hoặc là anh mình có thể điều xe chụp xe qua phải đều được cho em nha. Đó, đang được hỗ trợ trong phiên live này từ 380.000 cho em này, sang chỉ còn bao nhiêu hình thôi, 355.000 cho em nhé. Và em đang tặng thêm một quả pin sạc lại đây ạ, dung lượng là 1.200 mAh cho em. Đó, chức năng miết gầu của xe giúp em. Đó, chức năng điện múc đây hình thôi. Đó, xe chụp và điện đổ cho em nha. Đó, tiếp tục đây ạ. Did you find today's đó, meal interesting? The characters move in stop motion and then interact này, with each other. It all nha. Turned out to mà be an enjoyable dinner. Ngon lưng hạ bằng tay xem nhá. Còn chất liệu gầu nghe sẽ là kim loại đấy ạ. Đó, chất liệu gầu nghe sẽ là kim loại nha. Có hỗ trợ cả tô vít để mình tháo lắp pin này. Có kiểm tra cho em luôn nhá. Rồi, sử dụng đây anh ngon. Đó, một bên bánh xích trên này, hệ thống đèn đây anh nhá. Hệ thống đèn ở cần xe giúp em này. Tắt bật được luôn xem hệ thống âm thanh nhá. Đó, em mời mình cùng lên đơn xem nha. Đó, chế độ demo đây ạ. Xe sẽ tự chỉnh tiến tất cả các chức năng của xe nhá. Đó, em mời mình cùng sang đơn xe live cho em. Đặt đơn thành công rồi thì con mình chịu đã đặt cho em ạ. Đó, đặt đơn thành công rồi nha. Em xin di chuyển đơn hàng sớm cho mình nhá. Please leave a comment below if you feel the video is good. Or do you want me to answer your questions? Đó, mình ơi, muốn lên mã số nào nhá thì mình chỉ việc là để lại tên này hoặc là để lại mã số cho em nha. Đó, em sẽ review trực tiếp luôn trên live cho mình nhá. Đó, đặt đơn thành công rồi đấy ạ, em sẽ di chuyển đơn hàng sớm nha. Đó, ưng ý về mã số sản phẩm nào nhé em rồi đấy ạ, thì mình ơi cứ để lại tên này hoặc là để lại mã số cho em nhá, em sẽ review trực tiếp luôn trên live cho mình đấy ạ. Đó, đặt đơn thành công rồi nha, trong việc trong ngày hôm nay em đi đơn luôn nhá. Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Đó, đặt đơn thành công rồi thì con mình chưa đã đặt trên. Đó, đặt đơn thành công rồi nha, em sẽ di chuyển đơn hàng sớm cho mình nhá. Đó, em mời mình cùng hoàn tất đơn hàng trên nha. Đó, nhanh tay sang đơn xin like em nhá. Đó, ưng ý về mã số sản phẩm nào rồi đấy ạ, thì mình ơi cứ để lại tên này hoặc là để lại mã số em. Đó, anh chị mình ơi vào xem ngay, thả tim, chia sẻ like và tương tác với em đi ạ. Ưng ý về mã số sản phẩm nào rồi nhá, chỉ việc là để lại tên này hoặc là để lại mã số với em nha. Đó, em sẽ review trực tiếp luôn trên live mình nhá. Đó, đặt đơn thành công rồi đấy ạ, em sẽ đi chuyển đơn hàng sớm nha. Rồi, hết pin nha, em thay pin nhá. Đó, con này nó sử dụng pin to trên này, pin 1.200 mAh nha. Anh ơi, anh vào mục tin nhắn ở bên đồ chơi anh béo, anh xem của em cái tin nhắn đấy. Tin nhắn anh béo à? Ừ, ở đồ chơi sắp luôn nhỉ.
Đó em thay pin nha. Đó bạn này sử dụng pin nhỉ. Pin 1200 mAh cho em. Đó, đặt hàng thành công rồi nhé anh ơi. Em có hỗ trợ tặng thêm pin nha. Đó, đặt đơn thành công này em có hỗ trợ tặng thêm một quả pin sạc lại nhá. Dung lượng là 1200 mAh cho em này. Đó, nếu mình ơi ưng ý rồi nha, em mời mình cùng lên đơn nha. Đó, trong quá trình chơi nhá, mà xe hết nước rồi đấy ạ, không thể lên khói nữa đấy ạ, thì mình ơi đổ thêm nước vào đây cho em. Đó, lưu ý là đừng đổ tràn bình cho em nha. Đó, đổ gì ạ, gần đầy bình cho em là được nhá. Nếu mình đổ tràn bình mình phải đi ạ, đấy, lau đi luôn cho em nhá. Đó, ví dụ đây, như là em đổ tràn bình này. Đó, em ngơ hút đi cho em này. Đó, được chưa? Đó, đây là pin của xe nha. Đấy, bánh xích cao su mềm xe này. Má hủ thì lâm hạ bằng cây được cho em nhá. Còn chất liệu gầu nhé, sẽ là kim loại đấy ạ. Đó, đang được hỗ trợ về giá này. Đang được tặng thêm pin nha. Đó, trên pin này mình sang trên từ 380.000 đấy ạ. Hôm nay mình chốt đơn trên line nhá, chỉ còn bao nhiêu hình hơn? 355.000 cho em nhá. Đó, di chuyển thì quá mượt mà đâu cho em. Đó, di chuyển điện tiến lên lùi lại giúp em này. Đó, qua bên trái qua bên phải đây hình hơn. Đó thì mình ơi muốn lên mã số nào nhá, thì mình chỉ việc là để lại tên này hoặc là để lại mã số của em. Đó, trong phiên này mấy anh em mình ơi, nhà mình đang được hỗ trợ về giá này, đang được tặng thêm pin nha. À, xúc được đất không ní dạ, con này sẽ không xúc được đất nha anh ơi, xúc được cát trên nha, cát ẩm cát khô đều được trên, hoặc là này mình không có cát sử dụng các loại hạt trên đều được nhá. Đó, xe chụp vào đầu trên. Bạn này thì em có làm rất là nhiều video múc cát rồi đấy ạ, nhà mình có thể vào trang cá nhân của mình em nhá, xem video của em. Đó, múc cát được cho em luôn nha. Đó, con này thì mình đang được hỗ trợ về giá đấy ạ, chỉ còn là 355.000 cho em. Và em có hỗ trợ tặng thêm pin sạc lại nữa nhá. Nên là bản này mình không cần phải mua thêm pin đâu ạ. Đó, không cần phải mua thêm pin theo xe nha. Đó, em có tặng thêm một quả pin nữa nhá. Đó, pin của con này theo xe là 1200 mAh. Em tặng thêm cho bé mình một quả pin nữa nhá, cũng bằng dung lượng pin theo xe là 1200 mAh. Đó, giá hình ơi đang được hỗ trợ từ 380.000 cho em. Sang hôm nay chỉ còn 355 nha. Đó, đặt đơn thành công rồi đấy ạ, em sẽ đi chuyển đơn hàng sớm nhá. Nhà mình có thể nhìn thấy hệ thống phun khói của xe này. Đó, cực kỳ khỏe mạnh luôn cho em nha. Xe chụp thì là gì ạ, 680 độ cho em nhá. Đó, xe chụp xe qua trái này, xe chụp xe qua phải đều được cho em. Đó, ai chơi ngon. Đó, xe chụp của xe nha, 680 độ cho em nhá. Tương đương với số vòng quay là gần 2 vòng cho em đấy ạ. Đó, sức lăn miết gầu của xe đây ngon. Đẩy gầu cho em này. Đó, sức lăn múc cát cho em. Đó, xe chụp của xe nha, và đổ cho em này. Đó, sử dụng độc lập được một bên.